chấm luôn cả miếng này, cặm mắt nó mới sướng. Đấy, đấy này, chấm bên này, chấm bên này. Ui, mời các bạn nhá. Ui giời, ở đây ăn cái mệt nghi luôn nhé. Hôm nay em trai của anh quậy. Con mấy cân này? Ui, 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 ui. Ok bạn ơi, thì mình là Văn Huỳnh đây. Thì bây giờ mình sẽ cùng với lại anh Hổ Cáo, với lại Đức Mõm, với lại mọi người nhá. Thì bây giờ bọn mình sẽ lên suối để mà làm gì nhỉ? Camping, gọi là cắm trại, đi du lịch. Lên đây bọn mình sẽ qua clip sinh tồn cho anh em coi nhá. Thì anh em thấy cái clip hay ấy thì nhớ cho mình xin một like nhá. Bây giờ thì mình sẽ cùng với lại Đức Mõm này, với lại anh Hổ Cáo này. Thì đây có hai anh cùng sinh tồn. Đây là anh Duy. Chào mọi người. Đây là anh Luận Quảng Ninh. Đấy. Chào anh em nhá. Thì bây giờ bọn mình sẽ lên suối để sinh tồn nhá. Bây giờ thì bọn mình sẽ lên rừng bắt cá suối luôn. Okay. Bây giờ thì bọn mình sẽ lên đây để bắt cá suối với lại đi sinh tồn nhá. Ok. Bây giờ thì mình sẽ xuống tắm nhá. Có dụng luôn. Ui nước lạnh lắm. Ui ơi. Nước suối lạnh lắm các bạn ạ. Bắt vãi. Đây là thằng em của mình nhá. Thầy nhớ, thầy nhớ ở trong túi kia. Vâng. Túi nhỏ. À đây đây, quên là tôi xin lỗi anh em nhá. Châu của em rất hiền lành thôi. Ê quả kín người luôn. Hú vía anh em ạ. Sắp rồi, sắp rồi, góp với em ạ. Thế là em review xem là hình xăm là hình xăm gì. Nhưng mà em xăm xăm lưng là sao em nhìn được? Kiểu là nhìn kiểu gì? Xăm đam mê thôi ạ. Đam mê. Thấy gì á? Giống như kiểu đây là con rồng của em ấy, con rồng ấy. Thì bố em một bốn để rồng. Yeah. Con nào ấy anh xăm cơ? Đúng. Anh xăm cái đầu. Sao cái đầu khác? Ôi, suối đẹp lắm các bạn ạ, mát lắm. Ui, các bạn thấy không? Mát quá. Dép mình bị chó cắn nhé các bạn ơi, dép mình nghèo không có tiền mua, dép bị chó cắn. Anh em ơi. Cá. Ui cặp. Hello anh em, hiện tại thì mình đang sinh tồn anh em nhá. Ôi anh em ơi, đâu. Đây nhá. Đây còn nữa. Còn nữa. Ui, lặn rồi. Xuống bồi đi. Lặn rồi. Ê mình con cá to lắm. Ui, thì con này nướng thì mình phải gọi là ngon luôn. Không, mình còn chưa cả nhìn thấy cá nào đâu. Kìa. Vừa đang quay anh em, dưới anh em tập trung đi, quay. Từ từ, hóa ngay, từ. Anh em ơi, có xem đâu. Này, mất, ơi, cẩn thận. Bắt tay cũng được. Con này chắc. Đây rồi, quả thế. Ôi, thì quay. Mất thì quay. Mất thì quay. Kiểu nó chuẩn bị chui vào hang anh ơi. Ui trời ơi. Quả thế. Nhanh Chạy, đúng rồi. Đây rồi. Mày nướng nướng ra đây. Mất rồi. Không mất được. Chưa đây đấy. Bây giờ lắm. Đục quá. Từ từ không đục. Cho cạn nước này. Đục nước qua cũng chạy nhìn thấy gì luôn. Rồi. Anh nhớ chưa? Rồi bọn mày đi lên đá đi. Đi lên cho nó đục. Anh chỉ cần làm một nhát thôi. Tao không chịu mấy đấy. Cái này khó bắt quá, cái này có xiên gì. Đấy cầm xiên phi bắt là chúng. Có đâu mà. Phi rồi đấy. Ra đây thì mình thấy. Nãy thì cầm cái xiên đi nhưng mà không ngờ trên đây có cá to vậy. Đi cầm cái xiên đi rồi nhưng mà quên. Dạ. Chắc còn em vừa mới 7 phút trước, 8 phút trước bắt được con này. Rồi. Nó vừa nhìn con ở đấy thôi, nó chỉ ở đấy thôi. Cái bọn này kiểu gì cũng có đôi. Neo đẻ. Đấy cho nó hết đục cái là nhìn thấy nó ngay mà. Đó chỉ đây. Đâu anh? Đây cái đít, cái đuôi. Đây. Cái đuôi đây. Em
em anh cho anh hơn bính nhé. Cảm ơn mùi. Huynh làm đi. Cái này bây giờ ghép vào sẽ làm để mình nót thức ăn. Đây này. Đấy, cái chân nhiều nhiều này nót. Đào cái này về làm cánh nữa. Chết, con dao loạn vô bên nhặt đây. Cầm chéo. Cầm chéo ở nhà ăn lên bàn đúng không? Đúng rồi đấy. Ăn thứ ngon thì phải mua. Đó. Nóng. Văn Huỳnh nhanh em. Ui ngon. 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 Cầm chéo ngon đấy ạ. Thơm lắm anh em ạ. Nhức lách luôn. Đấy, anh em nào mua thì cứ liên hệ mình nhá. Mời các bạn nhá. Nhức lách luôn. Xin cái. Ui giời. Cốc chấm chéo phải không? Ngon. Ngon dã man luôn. Ừ. À. Ui ôi cái đó. Ui giời. Nó làm vọt phát hết hết cái anh. Luôn. Ngon thì phải mua. Anh em nếu mà đang bảo ngon là phải mua cho ủng hộ cho anh nhá. Chắc bộ ủng hộ nó luôn ạ. Ủa sao nhỉ? Ui các bạn ơi, nhìn đồ ăn ngon không? Có cả lạp xưởng, cái này là xúc xích rồi. Ừ. Thì ăn uống ngồi nói chuyện. Có cả cá này. Đây là lội. Chỗ này ở quê mình gọi là cá lóc nha. Không biết ở đây gọi là cá gì. Chuối, cá sộp. Ở đây gọi là cá gì? Cá sộp. Cá sộp à. Yeah. Vô địch luôn. Nhức bách luôn này. Em là sao? Hậu hậu nướng nướng cá cho em ăn. Hậu nướng. Không, anh hậu chả làm cái gì. Đi. Đi. Em ơi đi. Đây là anh Viên với cả anh Luận nướng nhá. Đi kia ngồi đây. Phun xào luôn. Đức đánh bữa ăn thế nào Đức? Em đánh giá này, bữa ăn này hơn. Mời các bạn nhá. Resort 10 sao. Mặc dù là có resort 5 sao thôi. Thôi nói chung là anh em vào đây chơi thì cũng không có mâm cao cỗ đầy, coi chỉ có những món dân dã này thôi, mời anh em thôi. Ngon. Đấy anh em đến với nhau vì cái tình cảm. Đấy nếu mà anh em cảm thấy mà ngon thì lần sau lại về đây anh lại mời tiếp những món như này nữa. Em đến đây vì đồ ăn. Oh my god. Không có tình cảm nào đi hết. Các bạn quay đoạn này. Quay thôi, túi lỏng quá. Phản lắc ra hôm nay. Quỳnh hoặc anh em nào quay hết, chấm luôn cả miếng này. Cặm mắt nó mới sướng. Đấy. Đấy này, chấm luôn này. Chấm này. Ui, mời các bạn nhá. Úi giời. Đấy. Ăn cái mệt nhí luôn. Hôm nay em trai của anh Sapa TV. Ăn hỏi thế mới sướng. Ăn ngập chân răng. Cái mỡ này không ngắn các bạn ạ, nó đấy, giòn giòn đấy. Giòn nó thơm. Đấy, vui rồi ăn. À, em kém bánh mì á. Làm ra mà anh em ăn được cái này mới là vui. Sợ làm ra anh em bỏ ngấy không? Bỏ kiểu bỏ nó lãng phí á. Nó kêu giòn thôi, nó kêu giòn giòn rụng luôn. Ngon thật. Tưởng thử ăn miếng thì em làm. Bán đi, tôi không anh ăn được mỡ. Anh em mình mua bán nhỉ? Đâu rồi? Lâu lắm ấy, có một ăn lành mạnh, không có bia bọt. Đâu rồi gì? Cái lon nước của em. Đây. Lành mạnh nhá. Từ từ ơi, đợi nha, kia lên em ơi, nước. Nếu mà mấy anh không đi ô tô lên ấy thì khả năng là uống bia đã hơn ấy. Đã hơn nhỉ. Hôm nay chơi lành mạnh. Em nhá. Anh em ơi. Ơi. 2 3. Rô. 2 3. Rô. 2 3. Uống. Đừng hết nhá bởi vì là Coca có hạn nhá. Coca lặng ga. Một phê. Cháy quá. Chất lượng ba cháy luôn anh em nhỉ. Coca nằm thưởng. À đây. Hay quá. Anh ơi. Em ngồi. Được không? Được rồi, được rồi, khả năng. Ok chưa? Thôi thôi, để ngồi ăn đi. Ra rồi, sao chắc bắt đầu kìa. Bắt đầu kìa. Không, như em nhớ cầm. Mời các bạn nhá. Không nhận cái, không có xương. Cầm thêm tí đậm chéo nữa. Nó thành từng thớ mà ăn sướng vậy. Ok các bạn ơi, thì cuối cùng cũng ăn xong rồi các bạn ạ. Thì nói chung buổi đi trải nghiệm này cũng khá là vui ấy. Thì tất cả mọi người đang đi sau này nhá. Nói chung thì mình chạy lên trước để mình quay video cho mọi người coi ấy. Thì bạn nào xem clip này ấy, thấy hay ấy thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhá. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi về thôi các bạn ạ. Thì đây hai chiếc ô tô nhá. Đấy.
Đây là ô tô của anh Luận nhá. Còn lại đây là ô tô của anh Hậu Cáo. Ok, và bây giờ thì bọn mình sẽ về thôi. Bye bye. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều nhá.